Ngày 26 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một phụ nữ bị tai biến do tiêm chất làm đầy, hay còn gọi là filler để nâng mũi. Trước đó, nữ bệnh nhân 30 tuổi ở quận Bình Tân đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng vùng mũi, miệng bầm tím, vùng nhân trung và môi phù nề, trên mũi xuất hiện các nốt có mũ, đóng mày vàng. Theo là bệnh nhân do mũi thấp nên cách đây 3 tuần chỉ được người quen giới thiệu đến một cơ sở làm đẹp ở quận Bình Tân để tiêm filler nâng mũi. Tại đây chỉ được chủ cơ sở tư vấn tiêm 2cc filler Hàn Quốc với giá 2,4 triệu đồng. Trong lúc tiêm bệnh nhân thấy tê vùng miệng nên báo cho người thực hiện nhưng người này nói bình thường. Vài giờ sau tiêm vùng miệng của bệnh nhân sưng, bầm đỏ, cảm giác đau, tê. Chỉ liên hệ lại cơ sở làm đẹp nhưng được trả lời đây là biểu hiện bình thường và sẽ hết sau vài ngày. Tuy nhiên hai ngày sau khi tiêm thì da bắt đầu đỏ nhiều, đỏ mũ trắng, bệnh nhân đến trực tiếp cơ sở làm đẹp và được tiêm thuốc chảy nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện và mụn mũ nổi nhiều hơn. Lúc này chị vội đến bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám. Tiến sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tuấn, phó trưởng khoa thẩm mỹ da bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán bệnh nhân đang có biểu hiện của tình trạng hoại tử da vùng mũi do tiêm chất làm đầy. Nguyên nhân có thể là do tắc mạch khi tiêm một lượng filler khá lớn vào bên trong mũi cùng một thời điểm gây chèn ép mạch máu hoặc tiêm không đúng kỹ thuật dẫn đến việc chất làm đầy đi vào lòng mạch gây thuyên tắc. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hàng ngày. Sau một tuần, tình trạng hoại tử da cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khi da lành để lại vết sẹo trên mũi, đỏ và hơi lõm. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tuấn, tiêm chất làm đầy ở vùng mũi là một kỹ thuật khó, đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm về tiêm chất làm đầy để tránh gây tai biến như tắc mạch, hoại tử da, đốt da. Trước đó, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cũng điều trị cho một bệnh nhân nữ ở Vũng Tàu nhập viện trong tình trạng vùng thái dương sưng to, bầm tím, chảy dịch do tiêm filler để làm đầy vùng hớp ở thái dương, tạo khuôn mặt trẻ trung, cân đối. Sau tiêm, vùng thái dương sưng to xuất hiện lỗ giò, chảy dịch. Tại bệnh viện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân được chuẩn đoán nhiễm trùng áp xe. Bệnh nhân được các bác sĩ mổ, trạch tháo mũ, các bác sĩ đã lấy ra rất nhiều filler và muỗng, sau đó bơm rửa với chất vô khuẩn nhiều lần, sau đó mới khâu vết thương lại. Di chứng để lại cho bệnh nhân có thể là một vết sẹo trên vùng thái dương. Theo thống kê trung bình mỗi tháng, bệnh viện Gia liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận vài trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy. Nhiều trường hợp tai biến nặng phải phẫu thuật để lấy hết filler ra. Chi phí khá tốn kém và mất nhiều thời gian để phục hồi. Di chứng sau phẫu thuật có thể tạo sẹo xấu và mất mô da gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ.